You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Anh ra trà sữa. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Rồi cảm ơn anh nhé. Cái này em thanh toán thẻ rồi nhá. Ok cảm ơn anh. Cái này em thanh toán thẻ rồi nhá. Rồi ok cảm ơn anh. Whatever you feel like doing first I said well. I don't know about that. Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. Xin chào các em. Hiện giờ thì anh và chị Thơ vẫn đang ở Nha Trang. Mặc dù công việc thì đã xong rồi, nhưng mà chị Thơ vẫn muốn ở lại thêm 1-2 ngày nữa để đi tắm biển. Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 thì trong vài ngày qua các hoạt động ở trên biển của thành phố Nha Trang thì đã phải tạm ngừng lại. Cho nên là hy vọng rằng chiều nay nó sẽ được mở để anh và chị Thơ có thể đi tắm biển và vui chơi ở trên biển. Nếu mà có trò chơi nào hay và thú vị thì anh sẽ quay lại video cho các em cùng xem. Quay lại chủ đề của video ngày hôm nay thì sáng nay chị Thơ đã gọi điện cho anh và nói rằng chị ấy đang bị bệnh. Căn bệnh rất là nặng. Đó chính là bệnh thèm trà sữa. Anh nghĩ rằng đây là một căn bệnh khá là phổ biến trong các bạn trẻ hiện nay, đặc biệt là các bạn nữ. Và sau một hồi vắt óc suy nghĩ thì anh đã tìm ra được cách chữa căn bệnh này. Rất là đơn giản thôi. Anh sẽ cho chị Thơ uống thật nhiều trà sữa, nhiều đến khi nào mà chị ấy ngán đi thôi. Wow. Uống đến khi nào ngán đi thôi thì sẽ không thèm trà sữa nữa. Nhưng mà anh sẽ không đưa cho chị Thơ uống một cách đơn giản như vậy, mà sẽ bắt chị ấy tham gia một trò chơi. Trò chơi này thì anh đã tham khảo ở trên mạng và thấy nó rất là vui. Nào bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Cốc cốc cốc. Tôi là thỏ. Tôi là sói. Nhanh lên nặng quá. Trà sữa chứ cái gì. Nhiều thế, nhiều thế, nhiều thế. Wow, tôi sao anh thêm nhiều trà sữa đấy. Nhiều thì sao. Wow, nhiều như thế này, nhiều thế mà uống hết. Uống hết đưa đây, anh mang về. Uống hết. Mời anh ngồi, mời anh ngồi. Đấy, anh sẽ quay lại video để cho các em thấy được cái bộ mặt tham lam của chị Thơ. Anh quay video làm gì vậy? Uống trà sữa mà. Vạch mặt đấy. Không, anh mới nghĩ ra một trò này hay lắm đây. Trò gì? Rồi bây giờ mình chơi nhá. Và đây là tất cả số trà sữa mà anh đã mua để cho chị Thơ uống. Có rất là nhiều món chị chưa uống bao giờ luôn cái mà. Giống như kiểu là món này. Món này có tên gọi là dâu này, Oreo này. À, cái này là sinh tố mà anh thở thôi. Nó thì... cũng từ quán trà sữa mà ra. À, sinh tố. Đây chúng ta có 3 loại là trà sữa Wooty này, Công Cha với lại là The Ali. À, cái này nhìn có vẻ rất là ngon. Cái này là cái gì đây nhỉ? Ta cùng xem tên đây nào. Đây là đào hồng, mận và hạt é. Ừ. Rất là nhiều nguyên liệu luôn. Màu sắc cũng rất là đẹp, anh Tiểu Thư thấy không? Bởi vì anh mua về cũng được khoảng nửa tiếng rồi, cho nên là đá nó cũng tan bớt đi rồi. Chứ đây không này. Thì và đáng tiếc nhất là cái ly này này, cái chai này này, mới đầu mua về thì nó rất là đẹp. Đây là nước chị chưa bao giờ uống, nước giải ngân hà. Quê, nghe một loại nước hay. Rất là mắc luôn của The Ali. Cái nước này có giá là 88.000. Vậy thì uống nước này trước thì uống đúng không? Không, nước này thì cái này thì anh sẽ khuyến mãi chị Thơ, tí nữa chị ấy sẽ được uống. Nếu mà bây giờ ấy, bây giờ ấy thì em hãy cầm lấy một cái ống hút. Thôi. Rồi bóc ống hút ra. Sao tập vào vạo uống thôi. Không, khoan. Nhắm mắt lại. Nhưng mà anh khuyến cáo ngay từ đầu là với cái trò này thì chị Thơ không được phép chơi gian, bởi vì anh đã bỏ tiền ra đầu tư tất cả rồi. Nếu mà chị Thơ anh phát hiện chị Thơ chơi gian cái là anh sẽ đem hết trà sữa về. Vì vậy khi nào bỏ nhắm mắt thì nhắm mắt, còn khi nào nói mở mắt ra thì mới được mở. Không tuyệt đối không chơi gian, ok? Mở một mắt được không? Không được. Đấy, nhìn thái độ. Được rồi. Là biết chơi gian rồi đấy. Không chơi gian, thì em sẽ cho anh thu về luôn. Bây giờ luật chơi của chúng ta thì rất là đơn giản thôi. Chị Thơ chỉ cần nhắm mắt lại. Sau đó anh sẽ gõ vào bất kỳ một ly trà sữa nào đó.
được ly này đúng không? Không, em sẽ cầm cái ống hút và em cắm đúng vào cái ly đó. Nhưng mà em phải cắm trong điều kiện là đang nhắm mắt. Nếu đâu em cắm lại cả đầy sao? Thì em không được. Có được cắm lại không? Không được, được cắm lại gì? Luôn. Thì nếu mà cắm hụt một cái thì em vẫn còn rất là nhiều ly khác để cắm mà, yên tâm. Nhưng mà nếu không mà... nhưng mà anh nghĩ là mình sẽ phải để xa xa ra một tí, đừng có để gần nhau quá. Hơi bị khó đó. Cho mở mắt như thế này còn chưa chắc gì cắm chúng. Thì đó mới là thử thách. Thôi được. Có chơi không? Chơi. Rồi ok. Nhắm mắt lại, không chơi đi hí nào. À quên á, quên, thói quen thôi. Bỏ mắt kính xuống. Chị bị thói quen thôi em à. Thói quen chơi gian. Thói quen chơi gian. Chơi gian là nó ngấm vào máu vậy thơ. Rồi, sẵn sàng chưa? Chưa, để em sờ một lượt đã. Bây giờ em cảm nhận bằng tai, chứ em đừng có cảm nhận bằng các giác quan khác, hiểu không? Rồi, ok. Xa ra một tí, đừng có ở gần thế. Anh gõ xong là em được suy nghĩ trong vòng 3 giây, sau đó cắm. Wow, chính xác. Quá chuẩn xác đúng không? Uống rồi, chị Thơ sẽ được uống cái ly trà sữa đó. Cái ly này là ly trà sữa Bạc Hà ấy mà. Ngon không? Anh thấy màu của nó rất là đẹp. Từ hồi chị bị ốm đến bây giờ là hơn 1 tháng rồi. Do là chị bị ốm nên là chị không được uống nước lạnh. Chị không được uống trà sữa luôn. Tự nhiên uống vào chị cảm thấy như kiểu là có thêm năng lượng. Biết vậy, chị đã uống từ lâu rồi. Rồi, tiếp theo, ly thứ hai chị chỉ uống một ít này thôi. Tại vì chúng ta còn rất là nhiều ly nữa. Và chị tin là chị sẽ đón được chúng tất cả luôn. Lùi ra xa xa một tí. Yeah, hụt rồi. Xém chúng. Nói chung là cũng trúng, cũng đúng cái ly này, nhưng mà hụt rồi. Thì chỉ cần bình tĩnh hơn một tí. Anh còn nên thu lại cái ly này không nhỉ? Ly này là matcha strawberry. Nếu mà em đâm vào ly khác á. À được rồi, ok. Nếu mà bây giờ anh gõ vào cái này, chị Thơ đâm vào cái này thì anh sẽ lấy lại ly này. Đúng. Ok. Thế anh sẽ sắp xếp lại. Sắp xếp lại. Trời ơi, sắp xếp như vậy làm sao mà biết được. Đó, sắp xếp rồi. Thì nó sẽ đẹp mắt hơn. Nhìn như kiểu một mê cung trà sữa, một ma trận trà sữa. Đó, ok, sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Wow. Ghê vậy. Chị có giác quan thứ 6 kia mà. Là chị có thể cảm nhận được đồ ăn. Giác quan này là một giác quan rất là quan trọng với chị. Rồi uống đi, nói nhiều quá. Xin giới thiệu với các em, đây chính là ly matcha strawberry. Matcha strawberry. Có một ly matcha strawberry với lại đây là một ly strawberry Oreo smoothie. Đây là sinh tố thôi. À, trời ơi, cái này không ngon đâu. Ngon à? Đắng lắm. Đưa đây. Ờ, nhưng mà chị Thơ cắm uống hút và hú hút rồi. Đắng lắm em à. Matcha thì phải đắng, hơi chát chát chứ. À, hình như là do chị chưa quấy. Ờ. Trời ơi, chị quên mất. Đã ngon hơn chưa? À, ngon quá đi thôi. Ta da ta da. Ly này rất là ngon. Có mùi thơm của matcha này. Rồi sự béo ngậy của sữa này. Đấy, các em thấy Thơ rất là lật lọng luôn. Vừa mới khen, vừa mới chê là không ngon một tí nào, xong tự nhiên quay qua ly này rất là ngon. Lúc nãy là tại vì chị chưa quấy đều lên thôi. Sau đó chị quấy đều lên thì sẽ rất là ngon. Rồi, nhắm mắt lại. Không biết là ban nãy chị Thơ có chơi gian không, anh không để ý luôn đấy các em ạ. Không chơi gian, các em để ý được là đúng không em? Anh tiểu thú lúc nào nghĩ. Sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Bên này. Một cái. Tèo 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 tèo. Lại nha. Lại. Đằng trước cách mình 2 ly. Nhắm nghiền mắt lại. Nhắm nghiền rồi, đằng trước cách mình 2 ly. Nhưng ở bên này hay bên này ta? Hai bên gần nhau quá. Bên này. Tiếp tiêu. Ban nãy có khi là chị Thơ chơi gian cho nên là chị em mới cắm trúng kìa. Không hề. Tại vì anh đổi vị trí nó hơi khó. Rồi em chỉ còn 5 lần cắm nữa thôi nhá. Nhắm nghiền mắt lại.
Wow, phập cái luôn. Quá đỉnh. Quá đỉnh đúng không? Nếu mà anh Tiểu Thúi gõ ở bên ngoài rìa này thì hình như là tay phải của chị nhạy bén hơn thì phải. Chị có thể nghe rõ hơn là rõ. Trong khi đó tay bên trái này thì sức nghe yếu hơn một tí xíu. Vậy hả? À, Tiểu Thúi. Rồi, bây giờ anh sẽ sắp xếp nó sang bên tay trái. Vẫn biết cách chơi gian các em ạ. Ngon không? Chua. Chua hả? Tại vì ban nãy uống cái kia vừa ngọt vừa đắng nên bây giờ uống chua là đúng không? Đó, cái này rất là chua luôn. Nó không có đào này, hồng và mật. Ba loại này thì đều chua hết. Công nhận cái này rất chua nhưng mà chị rất là thích ăn hạt é luôn. Từ ngày nhỏ thì chị đã thích rồi. Hạt é này rất là ngon, khi mà chúng ta nhai vào thì nó êm ở bên ngoài và nó giòn giòn sật sật ở bên trong. Rồi bây giờ anh sẽ sắp xếp các ly lại sát với nhau. Và anh tin chắc rằng chị Sơ sẽ có cơ hội cắm nhầm cao hơn. Rồi, ok. Cơ hội cắm trúng thì cũng dễ hơn, nhưng mà cơ hội cắm nhầm thì cũng cao hơn. Nhắm nghiền mắt lại, không được chơi gian. Tiêu tiêu. Không hề đơn giản. Còn mấy lần nữa? Chỉ còn 3 lần nữa thôi. Trời ơi, 3 lần mà có 5 ly cơ. Vậy thì anh lựa chọn ly này đẹp này, với ly sô-cô-la này đẹp nè. Rồi em nhắm mắt lại đi. Wow. Yeah, chính xác đúng không? Wow, cái ly này. Ly này là ly gì? Em đọc tên xem. Ly này rất là đẹp luôn. Cacao. Cacao chân châu đường đen. À, tại vì chị không hiểu chữ tờ, cờ, giờ gì đó. Đây là cacao chân châu đường đen. Oh, khi mà chị Thơ khuấy lên thì trông nó rất là đẹp luôn. Cái gì này? Hình như cái ống hút này không dùng để hút chân châu đường đen thì lại còn phải dùng ống hút này kia mà. Thơ đã chơi gian dùng ống hút nhỏ cắm dễ hơn. Không phải, đâu có ảnh hưởng gì đâu đúng không em? Quan trọng là chị tai thính. Nếu mà các em nói xấu chị ở một nơi nào đó, một bạn nào đó không thích chị, chắc chắn chị cũng sẽ nghe và biết được. Cho nên đừng nói xấu chị nhá. Tai chị rất là thính nhất. Tai thính như tai chó. Anh Tiểu Thú lúc nào cũng nói chị như vậy á. À, nãy đến giờ ly này nó đi ngon nhất đó anh Tiểu Thú à. Thật á? Ừ. Nhưng mà anh chưa bao giờ thử cảm nhận là cacao mà kết hợp với chân châu đường đen này như nào. Anh nghĩ là nó sẽ rất là ngọt. Nó cũng hơi ngọt nhưng mà chị thì rất là thích ngọt. Như vậy là chị Thơ cũng đã sưu tập được 4 ly rồi. Công nhận chị giỏi thật đúng không em? Hy vọng là chị Thơ sẽ hụt để anh được uống 2 ly. À, để anh được uống 4 ly này luôn. Sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Nhưng mà tí nữa ấy, khi nào mà em chơi được ly nào ấy, hoặc là chơi xong ấy, thì em phải uống hết tất cả chỗ này. Rồi, sẵn sàng chưa? Đã sẵn sàng. Nhắm mắt lại. Nhắm nghiền lại. Tèo tèo. Oh, no. Ly này là ly của anh. Sao hả? Anh gõ vào đây mà. Anh đừng có mà chơi gian. Anh không hề chơi gian. Không. Anh sẽ cho em xem lại. Ok. Đấy, sau khi xem lại clip thì chị Thơ đã phải chịu thua. Chị chỉ là một phút sơ hở thôi các em à. Và anh cũng đã sắp xếp lại 3 ly trà sữa của chúng ta theo một đường thẳng. Lúc nãy nếu mà chị tỉnh táo hơn một tí xíu, chị đưa tay ra. Tèo 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 tèo. Chưa mà, chưa mà, tèo tôi chưa ngang, chị đang nói. Lại nha. Ngẩng mặt lên một tí nè, để anh biết là em nhắm mắt nè. Đó, kinh nghiệm của chúng ta là không nên nói nhiều thì sẽ bị phân tâm. Wow, ghê vậy. Đấy, chị đã nói là chị có giác quan thứ 6. Nếu mà bạn nào đang nói xấu chị thì chị biết hết đó nha. Rồi bây giờ thì chị Thơ sẽ uống thử cái nước này. Và nêu cảm nhận thử xem nào. Tiếp theo. Đây là một chai nước siêu đắt. Siêu đắt đúng không? Từ đầu tiên thì chúng ta cần phải lắc đều. Rất là giống mùi dâu. Cảm nhận của em xem có ngon hay không? Hơi hơi giống mùi trà đào. Uống thêm vài lần nữa lại ra thêm vài mùi nữa này.
có mùi trái cây hỗn hợp, có vị ngọt của Sting, có vị ngọt của đường đấy chứ, có vị ngọt của đường, có vị mặn của muối không? Thôi đi, chai nước này cũng rất là ngon, nhưng mà chị nghĩ rằng với giá là 88 ngàn, 88 ngàn thì chị sẽ không uống lần hai đúng không? Chị sẽ không uống lần hai. Bởi vì nó giống như kiểu là một loại nước ép trái cây vậy, hoặc là một loại nước gì đó chúng ta có thể pha từ siro luôn ấy. Rất là đơn giản, nếu mà chúng ta mua siro về thì nó... Không, nhưng mà nó được cái đẹp, nếu mà đúng. Lúc mới mua đem về thì nó rất là đẹp. Nó rất là đẹp, hơn nữa nó lại được một cái chai như thế này luôn. Thay vì chúng ta dùng một cái ly như thế này mà sẽ không thể nào sử dụng lại được, thì cái chai này có thể mang nước đi học các kiểu. Cho nên chị nghĩ rằng 80.000 thì cái chai này hết 40.000 rồi. Vậy là tiền nước là 40.000 đúng không? Tiền nước là 40.000 chị nghĩ. Thôi thì cũng chấp nhận được. Thôi thì cũng chấp nhận được, và uống thì nó khá là ngon. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là sau khi mà chúng ta uống không hết thì có thể đậy nắp chai lại. Và bỏ vào tủ lạnh. Bỏ vào tủ lạnh. Cho vào ngăn đá. Cho vào ngăn đá. Sau đó thì anh tiểu thứ toàn nói leo thôi cái mà chị chưa cho phép anh tiểu thứ nói. Anh tiểu thứ trở lại đây. Thôi. Còn bây giờ chị sẽ ngồi đây và uống hết tất cả số trà sữa này luôn đi mà. Đây là của anh. Đó, chị sẽ xếp vào đây. Như thế này. Một hỗn hợp trà sữa tan trong miệng của chị. Và chị cảm thấy rất là ngon. Chị sẽ tiếp tục uống như vậy nữa. Mà chị thì chuẩn bị đau bụng luôn. Tiểu thú lúc nào cũng vô duyên như vậy. Khi mà chị đang uống lúc nào cũng là chị đau bụng hết á. Video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như kem như này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại em đâu sau. Rồi, đau bụng thật kem ạ. Và bây giờ thì chị Thơ sẽ review cái nhà vệ sinh như các em cùng xem.